Anh cho tụi em bớ lên. Vài ngày bớ lên được nè. Đi anh chụp cho anh. Tối nay chụp. Rồi sao anh để ngồi vậy được không? Đang lắm mấy bạn à. Này đáng lẽ ban tổ chức nói trước nha. Tôi cũng hy vọng là đây là những cái kỷ niệm, một trong những kỷ niệm rất đẹp sẽ theo các bạn suốt đời. Yeah.
mình đợi có nhau. Đừng hận thua và đừng nghĩ suy sẽ mai đến ai để rồi mất nhau. Dù mai sau đời đổi thay vẫn có mình luôn nhớ nhau. Người anh em mà tôi quý bao năm trời chia sẻ những kỷ niệm. Sau này